của mình đã rất là nhiều rồi. Trong đó có đầy đủ các phẩm hết, từ đen, lục, lam cho tới tím. Đó, các bạn thấy là cái nào mình cũng đã cực kiếm rất là nhiều rồi. Đồ tím thì cái nào tầm mấy, 90. Đó, thì rất nhiều bạn thắc mắc là tìm những cái vật phẩm này ở đâu ra, và đi thường thì đi những mắt nào nó sẽ ra. Hôm nay mình sẽ làm một video hướng dẫn các bạn cách kiếm những cái đồ này. Đồ 5, 6 này, mình sẽ gửi cho các bạn coi nó nào.
một cái map bỏ vào đây. Đó, 1, 2, vừa lượt. Các bạn đi 5 lượt như vậy, các bạn lại thua 35 cái nữa nha. Ah!
của mình. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi nhiều video